đất nước thiếu đàn ông trầm trọng, phụ nữ xinh đẹp tài năng vẫn ế dài. Có lẽ rất nhiều người cho rằng đất nước hiếm đàn ông nhất trên thế giới là Nga. Thế nhưng sự thật thì đó lại là người láng giềng của Nga, đất nước Latvia xinh đẹp. Trải dọc theo bờ biển Baltic, Latvia được mệnh danh là một đất nước vừa xinh đẹp vừa lãng mạn. Không chỉ có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, Latvia còn nổi tiếng là một trong những quốc gia có nhiều gái đẹp nhất thế giới. Trên đường phố Latvia, bạn có thể bắt gặp vô số các cô gái chân dài với gương mặt xinh xắn, dáng người nóng bỏng và nụ cười quyến rũ. Mỗi năm trong số hàng ngàn du khách nước ngoài tới Latvia du lịch, có biết bao chàng trai ngoại quốc đã tìm cách đến đất nước nhỏ xinh này tìm kiếm một nửa của mình. Và không chỉ có các chàng trai ngoại quốc đơn phương tìm các cô gái Latvia, mà chính những cô gái xinh đẹp này cũng mong muốn tìm được đối tượng ưng ý trong số những vị khách du lịch tới đây. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, phụ nữ Latvia có tỷ lệ ế rất cao. Nguyên nhân chính là do sự chênh lệch giới tính. Tỷ lệ chênh lệch giới tính ở đất nước này 18% được cho là cao nhất thế giới, tức là khoảng 10 bé gái mới có 1 bé trai. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng này là do từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều người đàn ông ở Latvia được gửi đi chiến trường thực hiện nhiệm vụ, chỉ có phụ nữ ở lại. Khi cuộc chiến mở rộng, rất nhiều đàn ông đã không qua khỏi. Cho đến nay, sự chênh lệch này vẫn chưa được cân bằng. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện hôn nhân đại sự của phụ nữ Latvia. Thực tế phụ nữ Latvia có ngoại hình đẹp và nhiều tài năng, nhưng vì sự chênh lệch giới tính quá lớn mà nhiều cô gái đành ngậm ngùi hạ tiêu chuẩn kiếm chồng của mình xuống để có thể kết hôn. Đến mức vào năm 2007, chính quyền đất nước Latvia thậm chí đã thông qua luật hôn nhân mới cho phép một người đàn ông được lấy 10 người vợ. Sau khi đạo luật này được thông qua, nó đã gây ra nhiều tranh cãi trên thế giới. Nhiều người cho rằng Latvia thật sự là thiên đường của nam giới. Tuy vậy vẫn rất nhiều cô gái Latvia phải chịu cảnh sống độc thân. Để giải quyết thực trạng này, những năm gần đây, nhiều trang web hẹn hò và trung tâm mai mối quốc tế mai mối quốc tế đã phát triển mạnh, giúp nhiều phụ nữ Latvia có cơ hội tuyển chồng theo ý muốn hơn. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều kẻ gian đã lợi dụng dịch vụ này để lừa các cô gái hoặc trẻ em gái, ép họ tham gia vào những cuộc hôn nhân phi pháp. Thậm chí có người còn bị bán ra nước ngoài, bị lạm dụng tình dục hoặc phải tham gia nền công nghiệp phim người lớn. Chính vì vậy, chính quyền Latvia luôn nhắc nhở phụ nữ phải cẩn thận khi tìm kiếm hạnh phúc, không để bản thân trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Ngược lại với Latvia, lại có rất nhiều quốc gia đang lâm vào tình trạng thiếu phụ nữ trầm trọng, khiến cánh đàn ông ngày càng khó lấy vợ. Đầu tiên không đâu khác phải kể đến Việt Nam ta. Từ năm 2005 đến 2006, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh càng thể hiện rõ ràng và đang có tốc độ chênh lệch ngày càng lớn. Năm 2005, 2006 tỷ lệ này là 109 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Đến năm 2013 đã là 113,8 bé trai. Các năm tiếp theo giao động xung quanh 112 đến 100 bé trai trên 100 bé gái. Vùng mất cân bằng nhiều nhất là đồng bằng sông Hồng, khoảng 70 đến 100 km xung quanh Hà Nội, với tỷ lệ từ 115 đến 122 bé trai trên 100 bé gái. Như tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định hay Thái Bình. Hiện tại, mất cân bằng giới tính sau sinh chưa quá trầm trọng, nhưng khoảng 25 năm nữa sẽ vô cùng nghiêm trọng, với sự thiếu hụt khoảng 2,3 đến 4,3 triệu phụ nữ, tương đương với số nam giới thừa ra không thể lấy được vợ. Chưa kể, mỗi năm Việt Nam có khoảng 130.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan, hơn 70.000 người lấy chồng Hàn Quốc. Quốc gia thứ hai cũng đang lâm vào tình trạng thiếu phụ nữ đó là ta. Tỷ lệ nam trên nữ tại quốc gia dầu lửa giàu có này là 3,41 trên 1. Ngoại trừ các tiểu vương quốc Ả Rập đã kể đến, không một quốc gia nào có tỷ lệ nam trên nữ vượt quá 1,54 trên 1. Tỷ lệ nam nữ quá cao này tại Qatar phần lớn là do nhập cư nam giới chiếm tới 94% lực lượng lao động của quốc 4% lực lượng lao động của quốc gia này. Trong khi chính phủ dễ dàng cấp visa cho lao động nam nước ngoài, những người có kỹ năng quản lý hoặc những người làm việc xây dựng, thì lao động nữ gần như không thể nhận được visa trừ khi họ đến từ Canada hoặc Vương quốc Anh. Tiếp đến là các tiểu vương quốc Ả Rập, Đầu thế kỷ 20, dân số các tiểu vương quốc Ả Rập chỉ khoảng 40.000 người với 22.000 phụ nữ. Tuy nhiên, việc tìm ra dầu đã khiến quốc gia toàn sa mạc với những làng trài trở nên giàu có và trở thành điểm dừng chân của các du khách hiện nay. Người nước ngoài chiếm đa số, đến 85% dân số của quốc gia này và phần lớn là nam giới. Do thiếu hụt phụ nữ độc thân, rất nhiều nam giới các tiểu vương quốc Ả Rập phải rời khỏi đất nước họ để tìm kiếm bạn đời. Một quốc gia khác không thể không kể đến là Ấn Độ. Nước này được đánh giá là sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới vào năm 2024. Quốc gia này đang thiếu phụ nữ trầm trọng, với tỷ lệ hiện tại là 1,08 nam trên một nữ. Có khoảng 37 triệu đàn ông dư thừa ra tại đây. Ấn Độ cũng tập trung vào việc lựa chọn giới tính, bởi nam giới Ấn Độ vẫn ra trưởng và được hy vọng sẽ trợ giúp cha mẹ khi về già. Và như vậy, thật không may là khoảng cách chênh lệch giới tính này sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Tiếp đến là một quốc gia tưởng chừng như không ai nghĩ đến, nhưng nó lại nằm trong danh sách thiếu hụt phụ nữ, đó chính là Mỹ. Việc đưa Mỹ vào danh sách các quốc gia này có vẻ như là một sự đùa cợt. Tuy nhiên, theo thống kê gần nhất vào năm 2010, có khoảng 157 triệu nam giới, trong khi chỉ có 151,8 triệu nữ giới tại Mỹ. Tại một số thành phố, đặc biệt là Los Angeles và Las Vegas, tổng số nam giới vượt trội tổng số phụ nữ. Tại Los Angeles, tổng số nam giới độc thân nhiều hơn số nữ giới độc thân là 90.000 người, trong khi đó tại thành phố Shin, cứ 103 nam giới trên 18 tuổi mới có 100 nữ. Điều mà chúng tôi muốn nói, nếu bạn là phụ nữ độc thân muốn tận hưởng ánh nắng mặt trời quanh năm hoặc sử dụng những chiếc máy đánh bạc, đàn ông Los Angeles và Las Vegas luôn sẵn sàng yêu chiều bạn. Một số quốc gia phát triển khác cũng đang lâm vào tình trạng mất cân bằng giới tính này, chính là Thụy Điển và Na Uy. Tại Thụy Điển hiện nay, số lượng nam giới đã vượt số lượng nữ giới khoảng 12.000 người và con số này đang có chiều hướng tăng lên. Nguyên nhân của tình trạng này là do việc khủng hoảng về chỗ ở của người dân tại đây dẫn đến ngày càng nhiều công dân Thụy Điển ra nước ngoài sinh sống, đặc biệt là những phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp của nước này. Thêm vào đó, việc dân nhập cư từ những nước trong tình trạng chiến tranh đến Thụy Điển cũng mang theo 35.000 nam giới vào quốc gia này. Tương tự trong những năm gần đây, Tổng số nam giới đã vượt qua tổng số phụ nữ ở Na Uy, mà nguyên nhân chủ yếu là do nhập cư. Hiện có khoảng 12.000 người đàn ông độc thân trong cả nước. Do Na Uy là một trong những quốc gia tự do, bình đẳng nhất trên thế giới, nên có một số ý kiến lo ngại rằng sự chênh lệch nam nữ nghiêng về phía nam sẽ đe dọa những tiến bộ mà phụ nữ đã đạt được trong những thập kỷ gần đây, chỉ có thời gian mới có thể trả lời được ý kiến này. Cuối cùng trong danh sách quốc gia thiếu hụt phụ nữ trầm trọng trên thế giới là một quốc gia vô cực, Trung Quốc. Quốc gia có dân số lớn nhất thế giới này dư thừa khoảng 40 triệu nam giới. Điều này là do chính sách dân số tiêu cực của quốc gia mang lại, bao gồm phá thai chọn lọc giới tính. Phụ nữ ít được coi trọng và vấn đề sinh con trai là việc bắt buộc. Sự chênh lệch về tỷ lệ nam trên nữ này thậm chí còn lớn hơn tại các khu vực nông thôn, nơi mà nam giới được đặc biệt coi trọng hơn trong gia đình. Chính phủ Trung Quốc rốt cuộc cũng đã nhận ra vấn đề này và bắt đầu tìm cách giải quyết vấn đề. Trong khi đó, các thanh niên Trung Quốc luôn tìm cách chinh phục trái tim các cô gái Nga láng giềng. Nơi luôn thiếu nam giới như một cách giải quyết tình trạng thiếu hụt nữ giới. Chuyên mục chuyện lạ của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những thông tin thú vị tiếp theo trong những bản tin của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.